Richard Feynman là một trong những nhà vật lý huyền thoại của thế kỷ 20, được biết đến với nhiều đóng góp quan trọng cho lý thuyết lượng tử và cơ học lượng tử. Tuy nhiên, Feynman còn được biết đến với nhiều hoạt động khác ngoài lĩnh vực khoa học và sự đa dạng và sáng tạo của ông đã khiến cho ông trở thành một trong những nhân vật nổi tiếng nhất trong lịch sử khoa học. Feynman sinh ra tại Far Rockaway, một khu vực nghèo của thành phố New York vào năm 1918. Cha của Feynman là một chủ tiệm đồng hồ, còn mẹ ông là một nhà giáo dục. Feynman đã rất sớm phát hiện ra niềm đam mê với khoa học và toán học và đã trở thành một trong những học sinh xuất sắc nhất của trường trung học của mình. Sau khi tốt nghiệp đại học MIT với bằng cử nhân về vật lý, Feynman đã tiếp tục học tập tại Đại học Princeton, nơi ông đã trở thành học trò của nhà vật lý nổi tiếng John Wheeler. Tại Princeton, Feynman đã đưa ra một số đóng góp quan trọng cho lý thuyết lượng tử, bao gồm phương pháp tích phân đường Path Integral, một phương pháp tính toán lượng tử rất quan trọng. Tuy nhiên, Feynman cũng là một người rất sáng tạo và đa dạng trong các hoạt động của mình. Ông đã làm việc như một kỹ sư tại Đại học Los Alamos, nơi ông đã giúp phát triển bom nguyên tử. Sau đó, Feynman đã trở thành giáo sư tại Đại học Caltech, nơi ông đã tiếp tục đưa ra nhiều đóng góp quan trọng cho vật lý và khoa học tổng quát. Tuy nhiên, ngoài các đóng góp khoa học, Feynman còn là một người rất đa tài và đa dạng trong các hoạt động của mình. Ông đã viết một số cuốn sách rất nổi tiếng về khoa học, bao gồm QED, The String Theory of Light and Matter và Six Easy Pieces. Ngoài ra, ông còn là một nghệ sĩ vẽ tranh, một tay chơi bongo đam mê và một người rất thích thám hiểm và phiêu lưu. Feynman đã đi khắp thế giới để tham gia các cuộc thám hiểm, bao gồm đi săn bắn ở Nam Phi và leo núi ở Alaska. Ông còn là một tay chơi bài rất giỏi và đã từng chiến thắng một giải đấu bài lớn ở Las Vegas. Tuy nhiên, một trong những đóng góp quan trọng nhất của Feynman không phải là về khoa học mà là về giáo dục. Ông đã đưa ra một số ý tưởng đột phá về cách giảng dạy vật lý, bao gồm phương pháp giảng dạy bằng trò chơi và thực hành, và việc tập trung vào sự hiểu biết thực sự của học sinh thay vì chỉ nhớ kiến thức. Feynman đã trở thành một huyền thoại trong lịch sử khoa học và đã được tôn vinh bằng nhiều giải thưởng, bao gồm giải Nobel vật lý năm 1965. Tuy nhiên, đối với những người biết đến Feynman, ông còn nổi tiếng với sự đa dạng và sáng tạo của mình và sự khát khao phiêu lưu và khám phá trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Trên hết, Feynman được coi là một người đàn ông rất thực tế và đáng kính. Tuy nhiên, ông cũng có một tính cách rất hài hước và hào phóng, và sự năng động và sáng tạo của ông đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người. Feynman đã qua đời vào năm 1988, nhưng tác động của ông đối với khoa học và đối với cuộc sống của chúng ta vẫn còn tồn tại đến ngày nay.